ngáy mày. Karaoke hiểu nhưng mà không biết được. Mà やり直し。やり直しても え？わかんない。こんにちは、xin chào mọi người. Dạo gần đây thì mình thấy Karaoke rất là chăm học tiếng Việt đấy, nên là hôm nay mình thử test thử xem Karaoke học tiếng Việt đến đâu rồi nhá. Thì Karaoke học tiếng Việt ấy thì hay kiểu là vừa học vừa viết ra ấy. Đây là cái hộp học cái hộp của Karaoke này. Trong này nó có rất là nhiều cái thẻ để mình cho mọi người xem. Đây là những cái từ Karaoke được học rồi, Karaoke tự học xong rồi tự viết xong rồi cho vào cái hộp kia là những cái từ mình đã được học rồi nhá. Thì mình gọi Karaoke vào xem là có nhớ được hết những cái từ này không. Nếu mà trong mấy năm từ này ấy mà Karaoke mà nhớ hết 10 từ trong này ấy, 10 từ trở lên trong này ấy, thì mình sẽ đợt tới ấy, mình sẽ ngày Valentine ấy, mình đang định tính vào mua quà cho Karaoke nhưng mà chưa biết mua cái gì cả. Nếu mà Karaoke mà nhớ được hết những cái từ này thì mình sẽ mua một món quà gì đó để tặng Karaoke nhé. Mà Kana-chan, 今からね、Kana-chan のベタ番号をチェックする。見ちゃった。見ちゃった。ちょっと。こんなしない宣伝よ。こんなかね。ここの間集合も先に、まあ取ったんやけど、母ちゃん勉強したやつやけ。母ちゃん自分で書いたやろ。書いた。自分で勉強して。もう3年前ぐらい。3年前 ?2 年前かな。でも最近勉強したやろ。ちょっと、少し。テレビでなんとか、ベトナム語見ながら。確かに。ね。だけん、まあ、できる？石間も。私はベトナム人。ベトナム人。そう。OK, bây giờ mình thử đố Karaoke xem xem có học được nhá, xem học có nhớ được hết không nhá. Mà 15 môn の中に 10 môn 以上正しい答えしてくれたらね、なんかあげる。 OK? 何しよっかな。ダイソンか。まずエアポッツマックスか。いっぱいある。chưa đỗ mà chưa đỗ mà đòi hỏi tí xem có đỗ được nhá. Mình thử làm 15 câu. Mình đã chuẩn bị một cái bảng đây rồi. Mình thử viết bằng tiếng Việt bằng vào cái bảng này. Xong Karaoke sẽ trả lời bằng tiếng Nhật. Mình xem có đúng nhá. Sau đó sẽ ngược lại. Đấy. これ15問あるんやけど。その中に分けた方がいい。5問いや7最初、俺ベトナム語で書いてかなちゃん日本語にそう OK、でまた逆に逆ね、OK じゃあ8と7しようかな8と7単語だけ単語だけ最初は単語だけやけどできるできる OK できるねぜDây là sẽ là từ đầu tiên mình. Thôi mình sẽ cố gắng viết đẹp một tí. Chữ hơi bị xấu nên là nhỉ. Ê, nó có. Kesimono aru. Kesimono. Rồi, OK. Mình sẽ cố gắng viết to một chút và viết đẹp một chút nhá. OK cả nó. Đấy. Từ này từ gì? じゃあ、もう見えるね。日本語で書けばいいやろ。日本語で。まあ、最初はね。答えは、自信。だって、うどんだったよ。うどんだな。違う。これは、ゾッバカビ。ね。バカって意味でね。悪いことは知らない。ばあちゃん自分勉強したやろ。悪いことは知らない。本当に？そうよ。私のカード見して書いたそんなこと。記憶にない。バカって書いてない。いや、嘘って。下手なって書いて。下手な。まあバカって一緒かな。カナコは、đây là từ này。カナコ viết là tự tin、自信。自信là tự tin là không phải。Từ đầu tiên là sai rồi. Đấy, mình sẽ đố từ tiếp theo. OK. Đây mình sẽ viết từ này. Có cả được không? Có lẽ là
ta? Giỏi. Chozu ne. Ok. Atteru? Atteru. Kanpo trả lời đúng câu đầu tiên rồi. Câu tiếp theo nhá. Giỏi. Giỏi. Giỏi quá. Giỏi quá. À, この前、giỏi quá って言ってしまったよね。ビデオでね。ずっと言ったよ。OK。見せろとね。見せろちゃん、カンポ trả lời xem biết không nhá。これ。ちょっと待って。わかるけど、忘れた。忘れた。あのね。ちょっとヒントあげようか。うん、母ちゃんいつも、なんか、それしたら痛いっていうか。あ、わかった。じゃあ。え、声は、座ったら痛いやろ。お尻痛いっけ、ああ、そういうことそれってことそういうことえらん、おい、座るでも、かなちゃん、バラタッかなちゃん、ずいかたはい、さあ、こつぐはいなんか、動詞多くない、うん、動詞いや、わかんない、適当に取ったから、わかんないかなちゃん、勉強したやつからもうちょっとわかんないよ、だってこの15前、適当に取ったからそう私はもうちょっとさ、なんか単語とかね、単語あるよ。レゴとかさ。mới đúng một câu, ba câu nhau, mới đúng một câu thôi. Bây giờ mình sẽ cho một câu tiếp theo. Theo ý muốn, theo ý muốn. Vừa nói xong. Đây xong rồi. Đây xong rồi. Sayonara. Đây mình viết cái từ này. vừa mới nói xong mình không hề mình chọn một cái tí từ nào cả mình vừa mới nói xong là cho em anh viết thử những cái từ tủ lạnh xem thì vừa mới nói xong thì mình viết cái từ này luôn tủ lạnh エゾコでした đây là viết tủ lạnh câu thứ hai đúng 今2問正解うん2問正解4問中2問4問中2まだ大丈夫いける私にはホーチミンさんがおる。うん、ホーチミン。なんでホーチミンさんを。ホーチミンさん教えてくれ。ああ、ホーチミンさん。ごばホーチ。ごばホーチ。じゃあ、みんなちょこら、こら、でな、いたでじょんまいにゃ。うん。わかるかな。わかんないな。こら、へい、こわ。じゃあ、な、はっぱ、どうぞ、いや、クイーン。あ、わかった。đây là từ khác nè nodo kawaku nodo kawaku nodo kawaku à 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 àあ普通の文字わかるとかいうこれはちょっと小文字にしたいけどすごいねはいめっちゃ見えてないじゃん見えないそう母ちゃんいつも言うよんヒントは母ちゃんいつも言うよいつも言うよ、うん、日本語でいいじゃん、もう毎回忘れまんじゃん、これも見えるのにゃいつもご飯の時、ご飯はねあれ嘘ご飯前言うかなそれかと思ったけど、あれmình gợi ý cho sao mà biết rồi sao vậy tại sao lại nghĩ mình nghĩ là không biết đâu え、これ近くないあっとる？うん、そう。でも、M ドアイって言うやん。M ドアイって普通ドアイやん。ああ、これ。書き方それなんだ。うん、そう。知らんかった。知らんかった？でもヒント渡しかったね。ナイスナイス。これかと思った。こう書くかと思った。オッケー。6、10、3。よし。よし、ホーチミンさんありがとう。これは下に。
mình sẽ viết cái từ viết hoa này, không biết con học cô viết không. Đấy, eco emoji. À. À, omoji, komoji. Được rồi. À, mình viết từ này nhau viết rồi. Nhiều cái gì? 2 つ書いていいよ。2つ書いていい？よしよし。はい。冷たいか寒い。あとる。カナコベドンはカナコベな寒いか冷たい。74人ね。74。OK。84。よ。これ、チャイニーズの言葉はない。これ、これ。Nếu mà thông minh thì sẽ nghĩ ra kiểu như là từ trái nghĩa ấy, hay học xong rồi thì học liền với nhau ấy. Các cô mà nghĩ ra thì là tất cả sau này các cô sẽ đoán được. Không biết là đoán được không? Xem có đoán được không nhá. Bây giờ các cô 7 câu rồi, các cô trả lời đúng 4 câu. Sai 3 câu. Kaketa. Utau. Nóng, atsui. Tí. Soyo.知っとったのに。自信なかったね。知っとったのにじゃなくて。なんてって今日言った。昨日、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 昨あ、分かっとうかもしれんよ。いろんななんか国の言葉が分かっとうらしい。そうなの？そう。52か。52？ そう。確かに。すごい。バホーラ、バホーガイスーラ、ハブゾイ、そんぐらいハブバウ、ビッバウ、ディオモンニャン、ミニョンニャン、バウナミメイティン、ホビホンビエロンカイオンニャン。すごいよ。でもすごいよ。いろんな国と。すごいね。そう。あの国の助けにいろんな国とらしい。結局日本も来たことある。うん、かもしれんね。一応番号見こさんやるんや。あ、見えてんや。で、来ちゃんがかなこびやんや。はい。見えて明日。かなこびやるんや。あとね、二問間違っとったら。ないぞ。大丈夫。カナコ、てか、最後一句だな。năm nay Giáng sinh là mình không, à không, năm nay là Valentine mình không cần phải tặng quà nữa. はい。カナコ biết ngày mai, ngày mai. カナコ hiểu nhưng mà không biết được. まあやり直し。やり直してもえ。わかんない。うん、ちょっと待って。じゃあこっちは合っとるね。こっちは合っとらないよ。前ってお前って言う。もう一回じゃあ言って。ガイマイ。で、あいのあいの。カナコ hiểu cái từ này nhưng mà カナコ không biết viết。マイ。じゃあガイマイよ。それよ。ガイマイよ。じゃあガイマイ。ガイマイ。え、俺は知ってガイマイ。難しいな。あとことにしようかな。Rồi, không biết được thì mình bỏ qua cho một câu này. Tại vì Kanako có thể là biết nhưng mà không biết được. Mà ok, câu tiếp theo là câu thứ 10. Mình sẽ đọc Kanako câu thứ 10. Ê, Kani, có biết không nhỉ? Con này mà không biết nữa thì thôi. Con này mà không biết nữa thì thôi. Cơ. 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 Cơ.グワグワグワ OK、グワね。今回間違ってもまだギリギリセーフ。え、これ4問間違ったよね。カナコ最高4個多いね。この個目が、うん、見つめる。見つめる？うん。あ、わかった。で、見つめるな、にんちゃんちゃんなの？Đây, Kanako ở sau nhìn. Nhưng mà Kanako lại ghi là ghi là, ghi là xem. Không biết cho đúng nhỉ. Ghi đi xem phải không? À tô. Xem tôi nhìn chứ còn nè. Smear. Chị tôi mỉm.
ダメ、これはもう絶対ダメ。10問あ10問以上やけんね。10問入り OK、 ギリギリセーフやな。本当に？うん、10問本当？うん、母ちゃん10問当たった。え、本当に？うん、そうやった、本当に数え間違いない、うん、第3 AirPods カノコースタイル、カノコースタイル15câu, カノコースタイル5câu là đúng 10 câu, nhưng mà 10 câu là 10 câu, đúng 10 câu trở lên nhưng mà đúng rồi. Đó. Đi ghi xếp về đó. Yeah. Đúng là phát tả nè. Mà sao nó cả rồi nè. Đấy, yếu sắc xí cắt tất kìa nè. Yếu sắc. Cả là cô cứ đòi mua cái máy sấy tóc Dyson ấy. Cảm ơn cái cử cử. Yạc sốc yếu. Yạc sốc yếu, kìa đồ present rồi. Yếu tắt lắm đi. Ok, ok.まあ、しようがかったっけ。じゃあ、そういくわ。おー、じゃあ、OK、じゃあ。ビデオ、đến đây là kết thúc rồi。Nếu mọi người thấy hay thì like và subscribe cho cả nhà mình nhé。バイバイ。バイバイ。